Đã đến giờ chúng ta vào cái suất học của tối hôm nay. Thì hôm trước á, là thầy đã gỡ cái đề kiểm tra thử của kiểm tra thường xuyên. Để giờ cái đề đầu tiên là có 15 câu, thì sau thì có 30 câu, thì tổng quát luôn cả các chương. Để giờ chương 1 và trọng tâm của nó đi bộ là con lắc lò xo và dao động điều hòa, cụ thể là đại cương về dao động điều hòa. Nhưng trong tuần này á, chúng ta chưa có kiểm tra. Thấy chưa? Sáng thứ năm tuần này, nhà trường họp và quyết kiểm tra với hình thức như thế nào. Một là trực tuyến hay là trực tiếp. Cái đó thì sáng thứ năm chúng ta nhà trường họp quyết, xin lỗi, chiều thứ năm nhà trường họp xong là quyết. Và sau khi họp xong thì chắc chắn là thứ sáu hoặc thứ bảy người ta sẽ lên lịch, người ta thông báo cho các em kiểm tra. Thì theo thầy dự đoán chắc chắn là đầu tuần sau chúng ta chưa có kiểm tra đâu, có khả năng kiểm tra vào những buổi ví dụ như là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chứ còn chiều thứ hai chúng ta hạt là không thể kiểm tra được. Và nhà trường đang tính toán phương án là trả về đơn vị lớp cho giáo viên giảng dạy. Tôi sẽ không còn dạ theo nhóm nữa, mà dạ theo từng đơn vị lớp. Trong đó tất cả các môn đều học hết. Trong đó có môn công nghệ chúng ta cũng học, môn thể dục cũng phải học, quốc phòng chúng ta tuần tuần này chúng ta học rồi. Thấy chưa? Thì thầy nhìn qua cái bài kiểm tra thì có rất nhiều bạn làm điểm cao, làm điểm cao. Bây giờ có phổ điểm mà có điểm 9 trở lên cũng cũng có nhiều. Có phổ điểm thì có nhiều bạn là 5 điểm, đó năm điểm, có những bạn là điểm 7, điểm 8 tương đối nhiều. Như vậy với mức độ an toàn như thế này á, thì theo thầy nghĩ là chúng ta làm bài tập kiểm tra 15 phút rất là tốt. Cái đề 15 phút thầy gửi cho các em thuộc diện đề 15 phút mà thuộc diện là cũng vận dụng cao đó, trong đó có 4 câu vận dụng cao. Thầy muốn đưa các em vào chịu khó một tí, chứ còn nếu các em kiểm tra 15 phút thì thời Covid này là không có mức độ ra khó như thế. Nhưng mà cái câu số 10 của đề 15 phút đó có nhiều bạn suy luận rất là hay. Thấy chưa? Thầy đoán chắc mấy bạn suy luận rất là hay. Đó, bạn phát hiện ra ngay liền để tìm được kết quả. Thì trong cái đề 15 phút thì với cái đề 30 phút, 15 phút và 45 phút nhóm ta làm tốt. Những bạn nào mà không làm thì thôi, thầy không có ép buộc. Những bạn nào làm được rồi thì chúng ta làm. Nhưng là nếu mà thầy soạn một cái đề về con lắc đơn, về dao động cắt dằn, thấy chưa, tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, thì cái đề thứ hai này mà trong tuần này thầy soạn thì gửi lại các em á, liên quan cái mạch kiến thức mà thầy vừa nói đó, thì thầy sẽ cho các em làm trong vòng 3 ngày. 3 ngày có nghĩa là em nào mà lỡ là cái bữa nay làm không được thì ngày hôm sau làm được, ngày hôm sau làm không được thì ngày ngày hôm sau nữa chúng ta làm, thì thầy sẽ giao thời gian ra chúng ta có 3 ngày. Bây giờ bạn nào làm không được, hôm nay chúng ta bận hạt chúng ta chưa làm được thì hôm sau chúng ta làm, còn giờ làm, cái giờ làm bài thi là nó hoàn toàn cố định, chỉ thể nói ra thời gian chúng ta thêm về 3 ngày để chúng ta làm hoặc 1 tuần, nhưng mà thực chất là chúng ta không nên để làm trong vòng 3 ngày để chúng ta giải quyết. Ví dụ là bạn nào mà thứ tư chúng ta rảnh ta làm, mà bạn thì thứ năm làm, thứ sáu làm, như vậy thầy cho ví dụ là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi sáu bảy chủ nhật thì trong 3 ngày đó chúng ta làm, và mỗi em chỉ làm duy nhất 1 lần mà thôi. Nói vậy đó thì thầy nói là trong cái chiều rồi các em nỗ lực kiểm tra thử môn vật lý của thầy, và các em cũng đã tiếp cận với cái phần mềm đó, mà thầy dự đoán là nhà trường nếu mà có kiểm tra online thì nhà trường cũng chọn cái phần mềm đó để chúng ta kiểm tra rất là an toàn. Bây giờ giám sát được các em. Và thầy muốn cái đề thứ ba là đề sắp tới đây, thì thầy muốn các em làm một cách nghiêm túc, có nghĩa là không có sử dụng tài liệu. Mình kiểm tra thử kiến thức mình nhớ bao nhiêu, bây giờ nhớ bao nhiêu đó, thì trong cái đề thứ ba này là thầy tăng cường lý thuyết 30 câu, thì trong đó có 15 câu trắc nghiệm lý thuyết. Bây giờ đó, rồi sau đó là các em làm cho thầy.
lòng cho thầy, thì thầy cho tới 30 câu. Thì nội dung các em chuẩn bị trước cho thầy: công lắc đơn, tổng hợp hơi dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và dao động cắt giảm. Thì tối nay chúng ta nghiên cứu các tài liệu mà của tổ vật lý gửi lên cho khối 12, thì thầy hướng dẫn từ cao 46 trở về sau, cụ thể là liên quan tới công lắc đơn. Thấy chưa? Thì đối với các câu số 46 này, câu số 46 này, các em để ý cho thầy là với biên độ đáp alpha đi à, nhỏ, có nghĩa là đang nói về cái biên độ của nó nhỏ hơn hơn 10 độ, nhỏ hơn 10 độ. Thì ở đây các em chú ý nha. Yeah. Nếu mà biên độ của nó nhỏ hơn 10 độ, nhỏ hơn 10 độ thì chúng ta nhớ cho thầy những công thức gì, những công thức gì phải liên quan tới công lắc đơn. Thấy chưa? Thì cái này thì thầy nhắc lại. Thầy nói ví dụ nếu góc alpha 0 nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ thì nhớ cho thầy cái gì? Thứ nhất, nhớ thầy năng lượng mà 1 phần ha m gen là nhân alpha không bình là một công thức. Công thức thứ hai nữa là vận tốc cực đại v0 của nó bằng alpha không nhân căn của r nhân an là đó. V0 là vận tốc tại vị trí căn bản. Nhớ cho thầy hai công thức này cái đã là tính sao. Và nhớ cho thầy góc alpha này là đẩu ra radian. Thấy chưa? Bây giờ trong đề bài toán ở cao 46 người ta hỏi là chọn biết thức nào đúng đấy, thì chắc chắn ta biết được cao 46 là đáp án D, đáp án D. Đấy, thì ta có đáp án D. Rồi. Cao số 47 đấy chưa, có tần số gấp chắc chắn omega của nó là bằng r căn bậc hai của r chia cho an là. Như vậy là cao 47 chúng ta có đáp án C. Đáp án C. Yeah. Rồi. Tiếp tục là cao số 48. Cao 48 tạo cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng lên 4 lần thì chu kỳ vô động nó là bằng bao nhiêu? Như vậy ta có này, ta có này là T bình phương nó tỷ lệ với an là. Hay nói hơn, ta có T nó tỷ lệ với căn an là, căn an là nó ngắn gọn như thế. Mà lúc này chiều dài của nó tăng lên 4 lần, căn 4 đưa ra ngoài là bằng 2, thì lúc này chắc chắn nó tăng lên 2 lần. Đây, thì ta sẽ có nga được đáp án A. Như vậy cao 48 ta có đáp án bằng A. Rồi, thì nhắc lại là thầy không có hoành trong cái câu hỏi đó, thì thầy ghi trên giấy thôi. Có tài liệu này để thầy dạy cho nhóm khác nữa. Thấy chưa? Rồi, ở cao số 49, cao 49 có rất nhiều bạn, giải cao 49 này bị nhầm. Chu kỳ dao động của công lắc đơn không phụ thuộc vào. Thì thầy nhắc lại cái này thì nhắc rất nhiều lần. 2B căn bậc 2 của an là chia cho r. Như vậy chu kỳ của nó không phụ thuộc vào khối lượng em mà. Không phụ thuộc vào khối lượng em mà. Thấy chưa? Nó chỉ phụ thuộc vào an là và r. Thấy chưa? R thì phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, hay nói là độ cao. Thấy chưa? Vũ vật an là phụ thuộc vào. Thấy chưa? Cái gì? Có thể là nhiệt độ này, môi trường vân vân. Đó là thầy nói về cao 49, cao đáp án bằng D. Những cao này quen thuộc rồi. Cao số 40, chắc là cao số 50. Trang dao động điều hòa của công lắc đơn phát biểu nào sau đây là đúng? A nhỏ, lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài của công lắc. Lực kéo về ta không có liên quan gì tới tới chiều dài của công lắc hết. Lực kéo về ta có cái gì? F kéo về bằng m nhân a. Hả, nó hơn bằng trừ m omega bình phương nhân cho x. Lực kéo về của nó thế. Đó, ta nhìn vào đây chúng ta biết kết quả ngay liền. Ấy giờ lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật, tần số gác phụ thuộc vào khối lượng của vật. Đó. Như vậy bây giờ trước mắt các em thấy này, các câu A chúng ta dùng ngay liền. Bây giờ câu A chúng ta dùng. Rồi, tương tự tới câu
B rồi, các em đặt cho thầy câu A bây giờ thì ta lõi ra cùng câu B với câu C câu D. Bây giờ lực cái về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. Như vậy gia tốc của nó bằng công thức gì? Ta có A bằng trừ omega bình phương nhân x. Bây giờ tăng số gác của nó phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, ta có là omega bằng căn bậc hai của r chia cho an là để chuyện là. Bây giờ ta biết rõ là chỗ này bằng r chia cho an là. Như vậy lúc này ta thấy này là đối với câu lát đây nó đâu có phụ thuộc vào khối lượng đó. Như vậy câu C ta lọ. Đấy nha. Câu D chúng ta không lọ. Như vậy lực kéo về của nó phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. Như vậy là câu số 50 ta có đáp án B. Đáp án B. Yeah, chúng ta đặt kỹ đây là câu lát đơn chứ không phải câu lát lọ sau. Tiếp tục ta có câu số 51. Câu 51. Câu 51. Đây à. Một câu lát đơn có chiều dài an là bằng 99 cm, chu kỳ là bằng 2 giây. Tính do tốc tạm trường. Thầy nói cái câu số 51 thầy nói là không cái người soạn đề người ta quay mắt chứ câu không. Do tốc tạm trường là người ta đã lấy 9.8 hoặc là 10 mét trên giây bình phương rồi. Không cần phải đi tìm đấy. Ta thấy chưa? Nhưng ở đây người ta cho an là cho chu kỳ để chúng ta tìm do tốc ra tự do để mục đích người ta ốp đặt vào trong cái bài toán thực hành của đo do tốc để gì ra tự do thông qua cách tính chu kỳ của công lát. À, như vậy bây giờ trước mắt các em chú ý cho thầy này, ta có t bằng 2pi căn bậc hai của an là chia r. Ở đây thầy viết công thức, các em cố gắng thuộc luôn công thức kỹ nhanh ra. R của nó bằng cái gì? Bằng 4pi bình phương. Thấy chưa? Đó. Từ đó thầy suy ra r này, 4 bình phương nha an là chia cho t bình. Rồi, chúng ta rút số vào. Không thì tôi nhập A bằng B chúng ta cũng tìm được kết quả. Thấy chưa? Chúng ta cũng tìm được kết quả chỗ nào. Đó, ví dụ là an là có đầu nhớ đậu ra mấy khe? R chúng ta cần đi tìm t cho bằng hơi dài b người ta lấy 3.14 chúng ta rót vào chúng ta tính được kết quả. Thấy vậy như vậy ở đây là thầy mời một bạn dùng máy tính bấm thầy kết quả của câu số 51. Thầy mời bạn Yến Như xe tóc bấm thầy kết quả r bằng bao nhiêu. Dạ, thay cái cô B á thầy. 9.36 hả? Dạ. Đúng rồi thầy. 9.36 mấy trên dài bình phương. Như vậy lúc này chúng ta có được đáp án B. Như vậy là từ câu số 51 trở đi là những câu bài tập. Ấy à, cho nên là thầy viết công thức các em bấm máy tính. Ấy à, và báo cho thầy kết quả. Câu số 53. Những câu nào thì đi nhanh nghe, câu 53. Câu năng của nó ta có rồi, với kép bằng 1/2 mr ăn là nhân alpha không bình bằng 1/2 m nhớ đủ rồi bằng 0.2 r nhân cho 10 ăn là nhân cho 1 alpha không bình 0.1 tất cả bình. Cái này rất là thuận tiện là alpha 0 này người ta đổi ra đi ăn rồi. Rất thuận tiện. Thầy mời bạn Nguyễn Minh nhập máy tính cho thầy kết quả bạn bao nhiêu. Đáp án. Dạ em tính ra bằng chơi cho em chút thầy. Rồi ok. Dạ em ra câu C thầy. À câu C. Kết quả là bằng 0.01 joule. Ta có đáp án C.
Tiếp tục chúng ta đi vào câu số 54. Câu 54. Hai con lắc đơn vô động điều hòa tại cùng một vị trí trên trái đất, chiều dài và chu kỳ của con lắc lần lượt là T1, T2. Tỷ số T1, T2 là bằng bao nhiêu? Được chưa? Đó. Chiều dài và chu kỳ vô động của con lắc đơn lần lượt là 1 và là 2. Và T1, T2. Biết T1 chia T2 bằng 1 và 2 thì hệ thức nào sau đây là đúng? Đây thì chỉ cho cách giải rất ngắn gọn. T thì nó tỷ lệ với căn bậc 2 của an là có T1. Bây giờ thì tỷ lệ với căn bậc 2 của an là 1. Tương tự mình có là T2 thì tỷ lệ với căn bậc 2 của an là 2. Hả, nó hơn chỗ này. Thầy có là T1 chia cho T2 nó bằng căn bậc 2 của an là 1 chia cho an là 2. Cái này trong đề bài toán cho bằng 1/2. Hả, nó hơn. Thầy có là an là 1 chia cho an là 2 thì chắc chắn sẽ bằng 1/4. Bình phương lấy. Bình phương lấy. Bây giờ thì ta có là bằng 1/4. À, như vậy tỷ số ta có là 1 chia là 2 bằng 1/4. Như vậy ta có Nga được. Nó bằng C. Nó bằng C. Chúng ta dễ rất là nhanh. Thay tỷ lệ. Bây giờ cứ T bình là bằng an là. Ngắn gọn như thế. Còn nếu mà ta không lấy T bình thì ta lấy T thì nó bằng căn của an là. Là sao? Bình phương hợp với lại chúng ta tìm một kết quả. Đó là thầy hướng dẫn là câu số 54, các em ghi chép vào quả. Tiếp tục thầy hướng dẫn câu số 55. 55. Dạ. Yeah. T1, T2 cho rồi. Chu kỳ vận động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng, có nghĩa là an là nó bằng an là 1 cộng cho an là 2, thì ta có t bằng căn bậc 2 của t1 bên cộng cho t2 bên, được chưa? Thì ta có là căn bậc 2 của 2 bình phương cộng cho 1/5 bình phương, đó. Thì không biết là em bấm cái này kết quả nó bằng bao nhiêu? Dạ, làm tính bấm luôn cho thầy vậy, để thầy ghi đáp án. 5/2 á thầy, cô B. Câu nào em? Câu B thầy. Câu B bằng 2/5. Dạ. Các em cố gắng nhập máy tính nha. Dù nó có dễ nữa mà chúng ta bấm nhập máy tính để cho biết cái tốc độ xử lý mình như thế nào. Chứ không phải là chúng ta thấy dễ chúng ta để nguyên vậy chúng ta chờ chúng ta ghi kết quả thì cũng không tốt lắm. Câu số 15 thì thay cho cạm cho là câu số 56. Câu 56 thì các em thay cho cạm thành dấu trừ là sao? T1 bình trừ cho T2 bình. Chúng ta tìm ra được kết quả. Thấy chưa? Câu 56. Thay cho cạm thành dấu trừ. Thì cũng bấm luôn là kết quả Nga liền. Bằng bao nhiêu? Quý trả lời thầy nghe thử. Dạ thưa thầy là 1/5. 1/5. Dạ. Như vậy ta có đáp án là D. Những câu này là quen thuộc rồi đúng chưa? Mình hôm trước là ôn tập là thầy vậy cũng cho rồi. Bây giờ chỉ có việc chúng ta tính toán nhớ lại công thức mà thôi. Đi nhanh, những phần đó chúng ta đi nhanh. Câu số 58. 58. À xin lỗi, câu số 57. 57. R là bằng 9/8 mét trên giây bình phương. An là bằng 49 cm, K là bằng 10 Newton trên mét. Đi à? À, như vậy cái câu số 57 là nó lộn với con lát lò xo. Cái này bị lộn rồi. Đây à, đang giải đang chủ đề con lát đơn mà là chuyển qua đây con lát vào so. Như vậy bây giờ chú ý cho thầy này. Chúng vô động điều hòa với tần số khối lượng của vật nhỏ. Đấy à. Như vậy là ở đây chúng ta chú ý cho thầy là đối với cao 53 người ta đưa ra hơi ẩn ý.
đó là chu kỳ T, đó là bằng 2B can bằng 2 của an là chia T. Bây giờ chúng ta tìm được của nó là 2B can bằng 2 của an là bằng 0,49 chia cho R. R là chia cho 9.8. Các anh tính thầy chu kỳ T này bằng bao nhiêu? Ở đây người ta nói là chúng vô động điều hòa cùng tần số. Bây giờ ở đây người ta cho thêm một con lát là sau nữa. Rồi sau đó chúng ta vận dụng tức là T bằng 2B can bạc 2 của M chia cho K. Từ đây chúng ta tính được khối lượng M của nó. Thông qua công lát đơn tìm được T. Có T rồi rót vào công thức tính chu kỳ của con lát là sau. Chúng ta tìm được khối lượng M. Thầy mời bọn Văn Linh đặt cho thầy kết quả là chu kỳ của câu lắc lò xo bằng bao nhiêu? Ở trên là chu kỳ của câu lắc đây. Đó là 1,4. À 1,4. Dạ. Yeah. Càng hơi cho nó trộn này, càng hơi. Rồi càng hơi bằng 1,41 á. Rồi rút ra tính cho thầy M bằng bao nhiêu? Kết quả một bạn Như gửi đến cho thầy là bằng 0,5 kg. Để ghi kết quả. Dạ, yeah. Ta có được đáp án C. Các bạn khác trong nhóm kiểm tra lại đáp án. C thầy. À, ok. Câu số 58. Câu 58. Đấy à. Có hai con lắc đơn hơn kiếm nhau là bằng 24 cm. Bây giờ con lắc một thực hiện với dao động là gấp 2 lần so với con lắc thứ hai. Có nghĩa là an là 1 bằng 2 lần an là 2. Bây giờ thì chắc chắn là chu kỳ T1 của nó nhỏ hơn T2. Và chu kỳ T1 nhỏ T2 có nghĩa là an là 1, nó nhỏ an là 2. Như vậy từ đây chúng ta rút ra được là an là 2 trừ cho an là 1 bằng 24 cm. Đúng vậy. Như vậy hôm trước chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta liếc qua là an là 1 nhỏ hơn an là 2. Thì ta thấy này, câu A, câu B, câu C, câu D. Đúng vậy. An là 1, đúng. Rồi nhỏ hơn. Rồi nhỏ hơn là mình chấp nhận đi. Câu C là 1 nhỏ hơn. Câu B ăn là một nhỏ hơn và câu D ăn là một nhỏ hơn. Như vậy là các câu trắc nghiệm này bốn đáp án không lọt được đáp án nào hay. Đúng vậy. Nhưng các em nhắc cho thầy là hiệu của nó là phải bằng 24. Như vậy là người ta cố tình đưa ra trong cái này điều bàn hiệu của nó đều bằng 24 hết. Thì bây giờ chúng ta giải cách gì cho nhanh nhất đây. Thì giờ bây giờ chúng ta thấy này, hôm trước ta nói rồi, an là một bình phương nhân an là một bàn an là hai bình phương nhân cho an là 2. Vậy mà an là 1 á là bằng 2 lần an là 2, hai nó hơn chỗ này là bằng 4 lần an là 2 bình phương nhân an là 1 bằng an là 2 bình phương nhân an là 2. An là 2 này hết bỏ đi. Như vậy ta có là lúc này là an là 2 bằng 4 lần an là 1. Vậy à, bằng 4 lần an là 1. Kết hợp với chỗ này ta có 3 lần an là 1 bằng 24. Chắc chắn ăn là một, nó là bằng 8 cm. Rồi liếc qua ta biết ngay được kết quả liền. Ấy à, đáp án A là một bằng 8. Sao những cái khác không cần tính nữa ta bỏ. Như vậy lúc này chúng ta đã tìm được kết quả của câu trắc nghiệm số 58 là đáp án A. Ở đâu mà thầy có hệ thức nào thầy hôm trước thầy nói rồi thầy không nhắc lại đó. Ở đâu mình có là ăn là một bình phương nhân ăn là 1 bằng ăn là 2 bình phương nhân ăn là 2 này. Đúng chưa? Như vậy hôm trước mình có công thức đầu T bằng T nhỏ chia ra đấy. Chia ăn N. Đúng chưa? Mà trong cùng một khoảng thời gian chỗ này ta có là T1 ăn là 1. Tương tự là T2 của nó bằng T chia cho ăn là mấy này. Ăn là 2. T nó bằng nhau. Thì ta viết thể thức ra. Thì ta có là ăn là 1 nhân T1 bằng ăn là 2 nhân cho T đấy. Chia 2. Bình phương hơi viết lên thì có là an là một bình phương nhân với an là một bằng an là hai bình phương nhân với an là hai.
Cái hiệp thức nào là hôm trước thầy chứng minh rồi. Các em gặp bà tốt mà trang cùng một khoảng thời gian, trang cùng một khoảng thời gian. Thấy chưa? Cho biết công lắc thứ nhất thực hiện được ăn là một dao động, công lắc thứ hai thực hiện được ăn là hai dao động. Thì các em nhớ là nếu số dao động càng lớn thì chu kỳ nó càng nhỏ, mà chu kỳ nó càng nhỏ giãn tới chiều dài của nó sẽ nhỏ. Như vậy ta dựa vào tính chất này chúng ta sẽ loại được đáp án. Đã chưa? Như vậy là câu số 58 thì trong quá trình ôn tập, thấy chưa? Vì công lắc đơn thầy Vĩ cũng đã ôn tập cho các em rồi. Thì chúng ta cố gắng hiểu và giải quyết cho nhanh cái dạng bài tập như câu số 58. Một số em nó không biết giải cái kiểu dài thì nó sẽ giải là nó tính là từ đó nó suy ra được là viết sang đầu là lập tỷ số, lập tỷ số sang đầu muốn suy ra được cái quả lung tung ấy. Thấy chưa? Mà là trong cái đề này có gọi là các câu trắc nghiệm này gọi là cái độ phân hóa và độ nhiễu tương đối câu này, tất cả đều là bằng 24 hết, và tất cả là ăn là một điều nhỏ ăn là hai hết. Bây giờ trong đó các câu D này là một bằng 32 ta loại luôn. Bây giờ lớn hơn là hai ta loại được một cái, còn tất cả là điều nhỏ hơn hết. Cho nên là các câu này là nó tương đối có độ nhiễu tương đối là câu, cho nên các em chú ý cho thầy như thế. Ở câu số 59 nghĩa câu 59 công lắc đơn trên mặt đất từ từ cái địa bàn chữ T không bằng hai lần bi can bậc hai của an là chia cho r không, thì gọi r không là do tốc ra từ dấu ở trên mặt đất hay gọi là ở gần mặt đất. Bây giờ là đưa công lắc lên độ cao là hấp bằng r chia bốn. Bây giờ R là bán kính của trái đất, thì chu kỳ dao động bán của công lắc ở độ cao h là bằng bao nhiêu? Đề nó là t phải của nó bằng bao nhiêu? Bây giờ trước khi giải bài toán này thì các em chú ý thầy này, gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất, là r của nó, r không của nó bằng r nhân m chia cho R bình. Trong đó có r lớn là hàng số hấp dẫn, m là khối lượng của trái đất, r là bán kính của trái đất, thì có r ở độ cao hấp của nó bằng r nhân m lớn chia cho r cộng hấp tất cả bình phương. Anh nói chỗ nào thì có là r nhân m lớn chia cho r hấp mà thay là bằng r chia bốn tất cả bình phương, thì có cái này là r nhân cho m chia, thấy chưa, là 25 phần 16 R bình. Đúng vậy. Thầy quy đồng một số là chỗ này nhân 4. Nhưng mà 4 cộng 1 R là 5 R. 4 R cộng 1 R là 5 R. 5 phần 4 bình phương là 25 phần 16 R bình. Như vậy cái này chính là bằng R0 chia cho 25 nhân cho 16. Thế gọi là RH của nó bằng 16 phần 25 R0. Đúng chưa? Rồi, rớt vào đây chúng ta có được T phải của nó bằng 2B can bậc 2 của an L chia cho lúc mà chia cho RH mà RH của nó là bằng R, đúng chưa, nhân cho 16 phần 25. Đó, thầy viết tiếp là bằng 2B căn bậc hai của an là chia cho r, r này chính là r không, cái này chính là bằng r không, chia cho r không, căn của 25 phần 16 là bằng 5 phần 4, đúng vậy, lật số 25 là phía tây này. Như vậy cái này 2 bên căn bậc hai của an là chia r không chính là bằng t ban đầu nhân cho 5 phần 4. Đề và toán hỏi là t phải của nó bằng bao nhiêu lần t, thì ta có bằng 5 phần 4 lần t t không. Như vậy ta có nga được đáp án B. Đáp án B. Như vậy câu này thuộc diện câu vận dụng câu liên đới tới vật lý lớp 10. Vật lý lớp 10. Như vậy câu số
Nam 19 chúng ta tính ra được kết quả là đáp án B. Đó là thầy hướng dẫn xong câu số 59. Thì câu này nó hơi dở dàng một tí vì vận dụng câu mà. Thì các em cố gắng ghi chép công thức vào đi cho nhất. Đây là các cặp công thức vật lý lớp 10 chúng ta học này. Nếu các em học mà qua lại kiến thức mà lớp 10 các em học phần là lực hấp dẫn đó. Thì giờ lực hấp dẫn là trường hợp riêng của trọng lực đó. Thì chúng ta suy diễn ra được cái công thức này. Lớp 10 chúng ta học rồi. Chúng ta đi vào câu trắc nghiệm số 60. Một công lắc đơn có L bằng 1.5 m, R bằng B bình phương. Khi nó dao động, cứ dây treo thẳng đứng thì nó vướng vào một cái đinh ở trung điểm của dây chu kỳ dao động của công lát. Được chưa? Đó. Thì các em nhớ là cái câu 60 này là ấy nha, là bài toán là công lát đơn. Công lát đơn là bị vướng đinh. Bị vướng đinh. Cái này thầy nói là không cần phải nghiên cứu đi. Thầy dùng từ bỏ. Ở vì sao là thầy nói từ bỏ. Đấy chưa? Đối với cá nhân thầy ấy, thì thầy nói là cái bài toán về công lắc đơn ấy, thì lao na là lao hung rồi bộ giáo dục không còn ra cái bài toán về công lắc vướng đinh nữa. Thầy nói ví dụ như thế này. Đây. Đó. Lúc ban đầu nó có phương thẳng đứng như thế này. Phương thẳng đứng như thế này. Kéo cho nó một bên đuổi góc rồi cho nó dao động. Bây giờ bắt đầu nó đi từ vị trí này nó đi qua đây, đi qua đây. Chẳng hạn, lúc này tá ngay chỗ này nó có một cái đinh này, cái đinh ở vị trí điểm A chẳng hạn. Điểm A. Bắt đầu nó vướng đầu lúc này con lát này cái chiều dài lúc sau này là ăn là 2 này, cái đó là ăn là 1. Đó nó đi qua đi lại như thế. Chiều dài của nó tha đâu. Như vậy đấu với bờ tối mà con lát đơn mà vướng đinh là người ta bỏ lao hung rồi. Đó, không biết người soạn đề soạn cái đề cương này là chọn này chứ cái này là lao hung rồi, thầy dùng từ bỏ này, lao hung rồi nó không có ra nữa. Thấy chưa? Không có ra nữa. Những năm trước á, từ năm 2016 tới đây á, người ta hay thường ra bài toán công lắc đơn vướng đinh, nhưng bây giờ là không có ra nữa. Do vậy á, thì các em gặp bài toán công lắc đơn mà vướng một cái đinh bất kỳ nó tay phương thẳng đứng thì ta luôn luôn có chu kỳ là T1 cạm T2 chia cho 2. Đó. Gặp bài toán mà họ ân rắc rối mình như thế nào thì cứ gặp bài toán công lắc đơn mà vướng đinh là cứ tính chu kỳ của nó, t nó bằng t1 cạm t2 chia cho 2. Trong đó t1 là cái gì? T1 sẽ bằng 2b căn bậc 2 của an là 1 chia r. Rồi. Chu kỳ t2 của nó bằng 2b căn bậc 2 của an là 2 chia r. Mà cụ thể trong bài toán này là chiều giờ an là 2 của nó bằng an là 1 chia cho 2. Bởi vì nó vướng vào ở vị trí trung điểm của sợi dây. Mà an là 1 nó bằng 1.5 chia cho 2. Như vậy lúc mà nó bằng 0.75 m. Thấy chưa? Các em rút vào đây, tính được T1, T2, rút vào công thức này, tính được chu kỳ của nó. Rồi, thì ngán gọn như thế. Nếu gặp bài toán mà con lát vướng đinh thì cứ nhớ thầy tính chu kỳ là lấy T1 cộng 2 chia 2. T1 thì tương ứng với an là 1, an là 1 chia dài lớn này, còn an là 2 chiều nhỏ, rồi sao ra kết quả ngay liền. Bây giờ các em tính toán cho thầy thử tìm thì kết quả nó bằng bao nhiêu. Phải 0.9 thầy. Phải 0.9. Bấm coi thầy coi ra thử cái thằng nào. C thầy. À câu C. Bấm C.
Thầy rồi đi thầy nhớ bảo nè thầy. Không có đâu, trong đề em có câu thứ y của nó. Thầy nhớ là cái này là thầy dùng từ bỏ mà nó lọt khảo nó ra chứ này. Người nào mà ra đề mà chọn cái câu này là chắc là ở chế độ là âm 4 chấm rồi chứ không phải cộng 4 chấm. Nó ta bỏ lâu lát rồi mà ra chứ cái thứ y này. Rồi câu 61. Câu 61 là đánh tới vậy, cái câu đó là người ta ra đó, nói chừng trước chỉnh sửa là số thôi. Bây giờ câu 61 đặt kỹ đi. Một con lát đơn có chiều dài là bằng 50 cm, m bằng 0.1 kg, người ta đấu ra đầu đó nè. Quy bằng 5 nhân 10 mũ trừ 6, I bằng 10 mũ 4 cm. Điện trường của nó là hướng thẳng đứng xuống dưới. Chu kỳ vô động con lắc gần giá trị nào sau đây nhất. Đó hả? Gần giá trị nào sau đây nhất. Bây giờ trước mắt là chúng ta đặt cái đề. Bây giờ đặt cái đề. Để chúng ta vẽ hình để chúng ta hiểu. Rồi, con lắc đơn mang điện tích này, điện tích quy dương, tích quy dương. Rồi, quy lên không. Vector cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Đây, ai? Bây giờ, con lắc lên chịu tác dụng của trạm lực B. Trạm lực B luôn luôn có rồi. Việc nó có khối lượng, con lắc có khối lượng. Lực căng T, lực căng T. Và lúc này quy lên không, cho nên là lực điện trường tác dụng lên điện tích quy này cùng phương cùng chiều với cùng phương cùng chiều với B. À, như vậy đề yêu cầu chúng ta là tính chu kỳ của con lắc có giá trị là lớn nhất. Như vậy gặp bài toán này mà con lắc đơn mang điện tích đặt trong điện trường thì các em chỉ cần vẽ được cho thầy cái vector F và vector B này nó cùng phương hay là nó ngược chiều hay là nó vuông góc. Cụ thể trường hợp này là cùng phương cùng chiều. Thì lúc này riêng phải của nó bây giờ bằng trị đấu của quy nhân a chia m cảm cho r. Rồi. À, hôm trước là thầy chứng minh cái chỗ nào rồi. Nếu cùng chiều thì ta f nó cùng chiều với b thì chỗ này dấu cảm, mà f nó ngược chiều thì chỗ này dấu trừ. F nó vuông góc thì chỗ này căn bậc 2 của cái này bình phương cảm cho r bình phương. Ta tính được r phải rồi. Thấy chưa? M r có hết rồi thì ta có được chu kỳ t phải của nó là bằng 2b căn bậc 2 của an l chia cho r phải. Đó, các em nhập dữ liệu vào trong công thức bấm tìm ra được kết quả cho thầy. Kết quả bài bao nhiêu mấy em? Cú C thôi. 1.15. Dạ. Yeah. Ta có được đáp án C. Như vậy, vấn đề gặp bài toán con lát đơn mang điện tích đặt trong điện trường điều. Thì chỉ cần chú ý với thầy. Cái cặp này. Lực điện trường với B như thế nào? Nó cùng chiều thì chỗ này cháu cạm. Mà ngược chiều chỗ này dấu trừ. Nếu mà nó vuông góc thì căn bậc 2 của cái thằng này bình phương cạm cho r bình phương. Đầu ra kết quả ngay liền. Thấy chưa? Là thầy hướng dẫn cái câu số 61, thầy nhắc lại cái câu này á. Khi người ta chỉnh lại thì có thể người ta chuyển bây giờ đây là vector cường độ điện trường hướng xuống, giờ người ta chỉnh hướng lên thì sao? Thấy chưa? Và người ta chỉnh nằm ngang thì sao? Nếu mà chỉnh nằm ngang thì một là đi tìm quy hay là tìm góc alpha.
Mà nếu điện trường mà đạt thái phương nằm ngon thì cứ nhớ là tan góc alpha bằng F chia B. F bằng gì? F bằng trị đấu quy nhân ai, B bằng mg, rồi tìm ra tất cả những dữ kiện cần tìm. Nếu gặp bài toán câu lát đơn mang diện tích đặt trong điện trường điện nằm ngon thì nhớ phải tan góc alpha bằng F chia B. F là lực điện trường, B là trọng lực, rồi tìm ra được kết quả. Còn các trường hợp mà nó ra theo phương thẳng đứng mà lực điện trường hướng thẳng đứng hướng lên hướng xuống là chúng ta vẽ hình ra để chúng ta phân tích chiều của F với chiều của B như thế nào. Như vậy là phần câu lát đơn thì đã bao nhiêu câu trắc nghiệm. Bây giờ về dao động tác dạng, bây giờ dao động cưỡng bức đó, thì đâu có cái chủ đề này là lý thuyết không này, bây giờ dao động tác dạng nếu không ra thì chúng nó ra bài tập là cực kỳ khó, ngắn gọn như thế. Nếu nó không ra thì thôi, chúng nó ra bài tập là thầy nói em là trá trị. Ấy à, đó. Nhưng mà ở đây là riêng đặc biệt nó bù lại là dao động cưỡng bức thì bờ tập của nó là dễ, đó là dễ, có nghĩa là chúng ta vận dụng công thức chúng ta rót vào thôi, tìm kết quả. Ấy à, như vậy là đối với nội dung về dao động tác dạng và dao động cưỡng bức á, ấy à, thì các em chú ý nhìn kỹ cho thầy nói này, một số em là khó cần hạ cái chủ đề này cũng được. Thấy chưa? Chủ đề thứ hai này, dao động tác dạng, dao động cưỡng bức này. Thấy chưa? Một là mở này, một một này, dao động tác dạng này, một hai này, dao động duy trì này. Thấy chưa? Là các em nhớ thầy là tự hạt có hướng dẫn. Có nghĩa là không có ra trong cái đề. Tự hạt hơi có phần này là dao động tác dạng và dao động duy trì. Thì tự học có hướng dẫn, có nghĩa là giáo viên không được ra đề trong phần kiến thức nào, trong phần kiến thức nào. Thấy chưa? Đó. Như vậy các em chú ý vậy. Như vậy bây giờ là đấu với phần chủ đề về dao động tác dạng, dao động cưỡng bức, nắm cho thầy phải những cái gì. Thứ nhất là định nghĩa cái điều kiện để có cảm hứng cao, như câu số 62 là một. Thấy chưa? Là định nghĩa về dao động cưỡng bức là ha, giải được bài toán về cảm hứng K đấy là ba. Đầu dao động tác dạng thì nó liên quan những bài toán thuộc diện bài toán khó, mà ở đây là bộ dục cũng định hướng đấy là đối với cái chủ đề này thì ra ở mức độ vận dụng thấp trở lại thôi, không có vận dụng cao thì chúng ta không có đầu tư những câu khó đối với cái dao động tác dạng và dao động cưỡng bức. Thì đối với cái câu số 62 này, khi xả ra hiện tượng cảm hứng cao nó không có cảm hứng điện này. Cảm hứng điện là chúng ta chưa học, thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động riêng. Thấy chưa? Với câu A là chắc chắn đúng rồi, còn câu B, câu C với câu D là không có rồi. Điều kiện để xả ra hiện tượng cảm hứng đó, điều kiện để có xả ra hiện tượng cảm hứng là F của nó bằng F0. F là bằng F0. Cái F là cái gì? F là tần số, thấy chưa? Đó. Của lực cưỡng bức hay gọi là tần số của vật dao động bằng tần số riêng của nó. Đó, nhưng mà cái điều kiện của nó như thế nào? Bây giờ là khi xả ra hiện tượng cảm hứng rồi á, thì nó cái điều kiện của nó là cái gì? Biên độ của nó đạt giá trị lớn nhất. Khi xả ra hiện tượng cảm hứng thì biên độ của nó đạt giá trị lớn nhất. Đạt giá trị lớn nhất. Đấy chưa? Nhưng mà khi nó đạt giá trị lớn nhất rồi, bây giờ thầy hỏi như thế này là F0 của nó là bằng 15H, mà cái F này nó bằng 15H. Thì lúc này tao nói chỗ đó là cảm hứng chất cấu đâu, cảm hứng chất cấu. Thì biên độ nó đạt giá trị lớn nhất. Bây giờ nếu giờ sẽ đây là F1, nó có là A1 bằng A cực đại. Bây giờ F2 của nó bằng 13H. Thì lúc này người ta hỏi là A2 của nó như thế nào so với A1. Người ta ra kiếm như thế này. Người ta hỏi là A2 nó như thế nào so với A1. Lớn hơn hoặc là bằng hơn hoặc nhỏ hơn A1. Thì bây giờ chúng ta một số em không biết cái chỗ nào. Không biết chỗ nào thầy phải chỉ này. Mình vẽ đồ thị ra nha. Đây là A này. Đây là F, thấy chưa? Đây là biên độ nó bằng không, ví dụ như thế. Bây giờ vị trí của nó là F1 nó bằng F0,
thì lúc này là biên độ của nó đạt giá trị lớn nhất. Đây, F1 nó bằng F0. Cái đây là biên độ A1 đạt giá trị trên đỉnh này lớn nhất. Bây giờ ví dụ cụ thể F1 của nó là bằng 15H. 15H. Bằng với F0 trong đề cho. Bây giờ ta tan F1 lên là 13H. Đây đề cho này 13H. Chúng ta dám thẳng ra đây. Dám thẳng ra đây. Bây giờ thì ta có chỗ nào là A mát này. A2. Như vậy chắc chắn A2 của nó nhỏ hơn A vậy đây. A1. Bây giờ nó cực đại là không thể nó lớn hơn nữa. Là lớn nhất trong số có vụ lớn hơn nữa. Như vậy một số em là thấy là F2 nó lớn F1 rồi. Chậu A2 lớn A1 có đặt mắt. Như vậy khi nó đặt giá trị cực đại rồi. Khi ta tan F lên thì biên độ nó dỗn dàng xuống. Đó là ngạc như thế. Đúng vậy. Ồ, như vậy các em chú ý cho thầy. Chú ý cho thầy. Khi đã xảy ra cảm hưởng cao rồi. Thì biên độ đặt giá trị lớn nhất. Đặt giá trị lớn nhất. Nếu có tan F lớn hơn cái F0 của nữa. Thì biên độ nó là dỗn lặng. Dỗn lặng. Đúng vậy. Ờ, như vậy cái chỗ nào là giáo viên mà ra đề á, hoặc là bổ dục mà những năm liền kỳ ra người ta hay thường chọn kiểu này để học sinh nắm rõ được tính chất của hiện tượng cảm hưởng cao là như thế nào. Đó là thầy nói như thế. Các em chú ý thầy của phần này. Bây giờ cái câu số 62 là chắc chắn là câu A rồi. Thì vật tiếp tục vô động với tần số bằng tần số vô động riêng. Như vậy câu 62 là đáp án A. Bây giờ các em quanh vòng. Câu số 63. Câu số 63. Các em đặt câu số 63. Câu số 63 này. Khi nó về dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là xe. Cái này là nếu em nào mà học lý thuyết trên trường là thầy dạ rồi. Để ý cho thầy. Bây giờ khi nó về một dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, cái nhóm ở giai đoạn ổn định thì cái nhóm thành dao động cưỡng bức, cái nhóm thành dao động cưỡng bức là dao động như thế nào? Dao động cưỡng bức là dao động mà nó vật, bây giờ nó chịu một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn, một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn, bây giờ để cho vật dao động với giai đoạn ổn định là dao động với biên độ không đồng. Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa. Dao động cưỡng bức là biên độ không có thay đổi nha, biên độ của nó không đổi. Như vậy là ở đây người ta nói là chọn câu sai. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. Bây giờ tần số của dao động cưỡng bức luôn luôn bằng tần số của dao động riêng của hệ. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Như vậy các câu C với câu D là đúng hoàn toàn. Đúng hoàn toàn. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số của ngoại lực cưỡng bức, hay gọi là phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. Thấy chưa? Đó. Và biên độ của nó phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Như vậy riêng biên độ của nó là có hai thằng. Thứ nhất phụ thuộc vào tần số, thứ hai nữa phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Như vậy câu C và câu D hoàn toàn đúng rồi. Bây giờ vấn đề cốt lõi là phân biệt câu A với câu B. Thấy chưa? Câu A với câu B, câu nào bị sai này? Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. Tần số dao động cưỡng bức luôn luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. Cái câu mà bị dính trưởng mà bị sai chỗ này là câu B. Câu B là cảm hứng ca. Đấy, cảm hứng ca. Còn câu A mới gọi là dao động cưỡng bức. Tần số của nó bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn, hoặc là người ta ghi là bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. Đấy, chứ không phải là bằng tần số dao động riêng. Không phải bằng tần số dao động riêng. Như vậy lúc này cái câu sai ở đây là câu B. Chú ý cho thầy. Câu 63 này, câu B. Một số em là gặp câu số 3 là rấu nổ, chả biết cái gì hết. Học trên lớp thấy anh thả ông dạ F cưỡng bức bằng F0 mà. Đấy chứ, F cưỡng bức bằng F0. Rồi qua bên cộng hưởng là điều kiện để có cộng hưởng F bằng F0. Đấy chứ, nó chả biết cái gì hết. Bây giờ các em nói này, F cưỡng bức này bằng F0 nhân cos của omega CB của cưỡng bức này T cộng cho phi chẳng hạn. Đấy chứ, nhưng mà cái này là được gọi là omega cưỡng bức này. Cái này nó bằng 2 lần bi F cưỡng bức này. Đó. Thấy chưa? 2 lần bi F cưỡng bức. Thấy chưa?
Đó, cái đó chính là cái tần số của lực cưỡng bức này, an thay của thằng này. Còn thằng tần số riêng của nó, tần số gác của nó là hay gọi là omega này nè bạn, hai lần f0. Đó, cái này được gọi là omega không. Ừ. Như vậy lúc mà là vô động cưỡng bức là vô động nó chịu một ngoại lực cưỡng bức tuôn qua. Đấy vậy. Đó, như vậy là cái cao mà chúng ta bị dính chưởng chắc chắn là một số bạn không biết phân quan trọng câu A như câu B, nhưng mà chắc chắn một số bạn là dễ đi ra dễ chọn câu A là câu C lắm. Đó, cho nên các em chú ý với thầy là câu 63 là câu dễ bị xe nhầm nhất, bao trùm cả về lực cưỡng bức. Các em cũng lái bút dạ tô thầy câu số 63. Nếu người ra đề chắc chắn người ta chọn câu 63 người ta ra, nhắc nhận trước. Lái bút dạ tô đi. Có một cái điều là thầy muốn nói là các em học lý thuyết đó trên lớp đó thì cái vấn đề mẫu người một cái khao truyền đạt truyền đạt riêng, nhưng mà nói nhiều quá cuối cùng học sinh không hiểu. Khi nó cần thì không chỉ nói, cái không cần thì cứ vã lung tung nó hòa nó chót. Cho nên là học ở cái thời đại này là chúng ta phải chốt là kiến thức học ngắn gọn, trọng tâm của nó ra vào chỗ nào. Chứ nó miết một nhỏ hay nhỏ bò nhỏ miết tới cuối cùng cái hạt kết thúc của hạt hơi tiếng ngồi chá má mắt, cuối cùng không biết là nó có thứ gì hết. Nội dung ghi làm sao ghi tớ quả tâm đạn ghi như gọi như là gọi là còn hơn là tề thiên là thấp. Đó là thầy nhắc là đâu bàn luôn rồi lớp nó đâu bàn đâu thì do là thứ nhất là cái khao soạn dấu ớn đó, dấu ớn soạn người ta không chịu câu á, cứ lên trên mạng tẻ về cái đó bấm chiếu sạc chặt sạc giống như là phim hoạt hình như thôi chứ lấy gì cho học sinh nó hiểu. Tôi hướng dẫn câu 64. Khi nói về vô động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? Đúng chưa? Rồi thầy dành cho mình 1.5 phút thì thầy hỏi thử ngẫu nhiên một bạn để chọn cái nào đúng này. Thầy nhắc lại là câu 63 với câu 64 là lái bút dạ tôi cho thầy Vĩ nè. Đặt kỹ cho thầy. Khi nói về vô động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án A. Vô động của con lắc đồng hồ là vô động cưỡng bức. Biên độ của vô động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Vô động cưỡng bức có biên độ không đổi. Có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Vô động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. Đó, chọn cho thầy thử câu nào đúng. Câu vừa nhắc đúng hả? Thế bốn nó bán có câu C là câu vừa nhắc thôi, quỳnh cho nó khoảng cái đời. Y đúng rồi. Y đúng không? Ờ. Như vậy dĩ nhiên là câu A vì sao nó C này. Vô động của công lát đồng hồ là vô động cứng bức. Cái này tôi lo thân địa á, vô động của con lắc đồng hồ là vô động duy trì. Cứ sau mỗi chu kỳ vô động nó cung cấp cho con lắc một năng lượng đúng bằng phần năng lượng mất đi. Cái này là thầy dạy trên lớp rồi, em học nhóm 12.2 là thầy đó giới thiệu về vô động của con lắc đồng hồ đó. Bây giờ biên độ của vô động cứng bức mà bằng biên độ của lực cứng bức là tắc. Hai cái biên độ này hoàn toàn khác nha. Bây giờ câu D vô động cứng bức có tần số nhỏ hơn không được. Bằng chẳng thể nhỏ hơn được. Với bài câu A, câu B, câu C, C hoàn toàn. Mà thầy đoán chắc chắn nếu em mà không để ý là quốc diệt quốc câu A đó. Vô động của con lắc đồng hồ là vô động cứng bức. Đâu. À, vô động của con lắc đồng hồ là vô động duy trì nghe. Chứ phải cứng bức hết. Nhớ đó. Và vô động cứng bức là vô động điều hòa. Vì biên độ của nó không đâu. Đây, có nghe được đáp án C. Nó tới đâu là ghi vào tới đó cho nhớ. Bài tập thêm C mà lý thuyết sẽ biết. Rồi câu số 65, điều kiện để xả ra hiện tượng cộng hưởng. Câu số 65 cũng lấy bút dạ tô thầy nha. Cộng hưởng thì liên quan tới lực cưỡng bức. Đấy chưa? Đó, liên quan tới giá trị cực đỡ vì tăng số. Đấy chưa? Đó, là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ vô động. Nó thấy tao lo thiên địa đâu, tao lọ A, B, D chắc chắn còn là đáp án C. Đấy chưa? Câu 65. 65.
là đáp án C. Câu số 60. Yeah. Cái này các em ghi tại là câu số 66. 66. Còn 66 phải đi. Kìa đó. Vì cái gì không để 60 không được, chả có ảnh hưởng gì. Là phát biểu đồ sau đây là không xe. À cái câu này cũng gọi là cái câu cầu lô thiên địa. Không có khái niệm không xe ở đây được. Câu xe hoặc là câu đúng. Câu không xe có nghĩa là câu đúng. Đó. Đấy chưa? Ừ. Như vậy là cái câu này là các em lưu ý là cái người mà soạn cái này cũng cũng là ở cái thời âm 4 chấm. Phát biểu nồ sau đây là cao không xe. Từ giờ bổ dục không có các ông nào mà tiến sĩ mà ra cái cao mà cao không xe. Câu xe và câu đúng. Đấy chưa? Giấy khả nô thế trong sao có cái dụng cái khái niệm vừa giấy và nô đó. Ừ. Như vậy là ở đây là tần số vô động của bức bàn, tần số vô động riêng. Ừ. Tần số vô động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. Bây giờ chu kỳ vô động cưỡng bức không bằng chu kỳ của vô động riêng. Chu kỳ vô động cưỡng bức bằng chu kỳ của lực cưỡng bức. Đó. Như vậy bây giờ là không xe có nghĩa là chọn câu đúng. Nó ngắn gọn như thế. Cái này chúng ta bổ sung cho thầy là câu đúng này, chọn câu đúng thì cho nhớ. Không xe mà tôi đặt chữ xe nữa này. À, thì đó thì thầy nói là nhiều người là phân công cho lồn là lồn ồ ồ tới rồi nộp lại chứ không có đạt. Từ giờ không biết có dễ không. Ừ. Tần số của vô động cưỡng bức luôn bằng tần số của vô động riêng là chắc chắn không có dễ quyết chứ cái thằng ơi. Bây giờ tần số vô động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. À. Câu C tần số vô động cưỡng bức không bằng. Câu C dụ. Câu D chu kỳ của vô động cưỡng bức bằng chu kỳ của lực cưỡng bức. Đấy chưa? Như vậy ở câu không đúng là ở câu B với câu D đều rao vào hai trường hợp. Đấy chưa? Hai trường hợp. Đấy chưa? Là đều giống nhau hết tần số của chu kỳ. Ừ. Như vậy các em chú ý là các câu số 60 này hoành cho thầy. Bỏ. Bỏ. 100% mà ai mà lấy cái câu này ra trong đề thi thì cái người đó chắc bị kỷ luật có. Không có nghiên cứu cái câu B, câu C, câu D giống nhau. Thấy chưa? Không quan tâm những câu nào thì nó bỏ là không có đạt gì rấu nổ, tốn thời gian hệ nổ mình để cho cái bộ nổ mình nó sạch răng tí nữa. Với những câu khác. Thì có câu 66 này. Câu 66. Một người xách một xô nước đi thẳng đều trên đường. Mỗi bước đi là bằng 50 cm, là x của nó là bằng 0.5 m. Thấy chưa? Đó, mà trong đây là đáp án đều cm hết, trên này thì giữ nguyên là cm. Chu kỳ của nó là t bằng 1 giây. Để nước trong xô sóng xách mạnh nhất. Đó, như vậy cái từ mạnh nhất đây nha. Mạnh nhất. Chắc chắn ở đây là cộng hưởng. Cộng hưởng ngắn gọn như thế. Thấy chưa? Thì ta có vận tốc V bằng x chia cho t. X là bằng 50 chia t chia 1 là bằng 50 cm trên giây. Như vậy là những cái câu mà 66, 67, 68 câu tương đối dễ. Thấy chưa? Đó. Như vậy là cứ V bằng x chia t là tìm ra được kết quả. Đó là câu 66. Thì ta có được đáp án ở đây là đáp án C. Đó. Câu 67 cũng vậy nha, cũng giải y như vậy luôn. Được chưa? Là V là bằng x chia t. Câu 67 y vậy luôn. V là bằng x chia t này, tính được chu kỳ t. Câu 67 y vậy luôn. Bọn dụng thức là V bằng x chia t. X chia t. T chu kỳ. Được, tìm được t. Được. Thì câu 67 là đáp án hình như là 0.6. Câu 68. Câu 68. Phát biểu nội sau đây về vô động cưỡng bức là đúng. Thấy à? Biên độ của vô động cưỡng bức bằng biên độ của ngoại lực tuần hoàn. Không biết cái câu nào có trùng ở đây hay không. Ừ. Câu A dù biên độ vô động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.
chỉ phụ thuộc vào một thằng tần số là tặc, có cả biên độ nữa. Bây giờ biên độ di động có bước phụ thuộc vào hai thằng, thứ nhất tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức tuần quần. Câu B là đúng một vế thôi. Câu C, tần số di động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ. Câu C cũng C luôn, là bằng tần số của ngoại lực tuần quần mới đúng. Câu D là câu đúng. Bây giờ tần số di động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần quần, chứ không phải bằng tần số riêng của hệ. Bằng tần số riêng của hệ là nhớ cho thầy cộng hữu. Bây giờ lát cái này là đánh dấu mũi tên rồi, đánh dấu mũi tên này cho thầy. Cái này là CH cộng hữu. Bây giờ đánh dấu mũi tên như này là CB là cưỡng bức. Nhớ thầy như thế. Câu 69, chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức. Biên độ dao động tha đổi theo thời gian tàu lâu thiên địa. Lỗ. Biên độ không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực dục luôn. Có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Thấy chưa? Là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Bây giờ câu A, câu B, câu C. Thấy chưa? Câu nào C này. Thấy chưa? À, ở đây trọng câu C nha. Như vậy biên độ dao động tha đổi theo thời gian chắc chắn là C ở đâu? Yeah. Thả nói tưởng trọng có đúng, chứ trọng câu C thì câu A sẽ mất. Còn câu B này, nếu trọng có đúng thì câu B mất mới có một vế. Như vậy là đúng một vế. Thấy chưa? Ở đây đó là trọng câu C thì ta trọng câu A là câu C. Thấy chưa? Biên độ của dao động cưỡng bức là không đổi, chứ không có tha đổi. C ngay chỗ này, chỗ tha đổi. Như vậy câu 69 là A, câu 30. Câu 30 là C. Sau khi dao động ổn định thì con lắc dao động có tần số gác bằng tần số gác của lực cưỡng bức. Ý vậy? Đó, bằng omega ha. Câu 31, 32, 33. Ý vậy? Thì câu 31, câu 31 y như vậy luôn. Tính vận tốc V bằng x chia t. Các bả mốc ta có V bằng x chia cho t. X trong đề cho là bằng 9, t cho bằng 1,5. Đi à. Thì cái này là chúng ta tính ra đơn vị của nó là mấy trên dài nha. Mấy trên dài rồi các em phải đấu ra cho thầy km trên dài. Đấu ra em. Lấy một tính băng. Đó là hướng dẫn câu số 31. Tính toán là từ cách của đáp án rồi đây. Nguyễn Ngọc Khang đặt thật kết quả đáp án này bằng bao nhiêu vậy? Đáp án D bằng 21,6 km trên giờ. Rồi, câu 32, câu 33 cách giải hoàn toàn giống nhau. Câu 32 thì quá đơn giản này được chưa? Đó, cũng ta có là omega nó bằng omega 1 bằng k mặt 2 của k chia cho m. Từ đây ta sẽ được m sẽ bằng k chia cho omega 1 bình phương. K lúc này là bằng 10 chia cho 10 bình phương. Hả, nó hơn bằng 1 kg. 1 kg. Hả, nó hơn cái nào bằng 100 g. Ta có nga được đáp án A. Đáp án A. Rồi, câu số 33. 33. Thấy chưa? X bằng 3 mấy T bằng 1,5 mấy ta có T này, cộng hưởng này T bằng T không? Cộng hưởng. Lúc nào thầy có là V. V lớn nhất của nó, V max của nó bằng X chia cho T. X của nó là bằng 3 chia cho T chia cho 1,5. Nó bằng hơn mấy trên dài. Như vậy vận tốc lớn nhất của nó bằng hơn mấy trên dài thì lúc này nó cộng hưởng. Có nghĩa lúc này là nước sẽ vang vô động lớn nhất và có khả năng là vang ra bên ngoài. Để nước trong thùng không bị sóng xích mạnh nhất thì cái V của nó phải có giá trị khớp hơn mấy trên dây. Thấy chưa? Nếu nó lớn hơn mấy trên dây cũng được,
mà nó nhỏ hơn hơn mấy triên gia cũng được. Nếu nó nhỏ hơn mấy triên gia thì chưa cảm hứng nó bàn hơn mấy triên gia cảm hứng. Bây giờ như vậy là bàn này nhỏ hơn lớn hơn. Ở đây chỉ cần một giá trị khác hơn mấy triên gia là ok rồi. Có thể bằng 3, bằng 4, được, có thể bằng 1, có thể bằng 2, bằng 0.5. Vậy khác giá trị hai mấy triên gia là ok, chứ không phải nó nhỏ hơn hơn mấy triên gia, có thể lớn hơn cũng được. Bây giờ đó, như vậy là câu số 33 thì chúng ta sẽ tính được đáp án là B. Đó, về mặt vô động cưỡng bức vô động tác gian, còn tổng hợp hơi vô động điều hòa cùng phương cùng tần số, cái này thì lấy máy tính bấm cho nó nhanh trắc nghiệm thì không nó. Câu 34 này, hơi vô động, vô động tổng hợp của hơi vô động này có biên độ nhắn ngược phá thì A bằng tỷ đấu A1 trừ A2. Rồi, đáp án C. Câu 35. Thấy chưa? Biên độ vô động tổng hợp có giá trị cực đại, biên độ vô động mà có giá trị cực đại khi hai thằng vô động cùng pha, mà hai thằng vô động cùng pha của nó là phi 1 trừ phi 2 hoặc là phi 2 trừ phi 1 bằng K lần 2B. Như vậy ta có đáp án B. Câu 36. 36. Thấy chưa? Là để yêu cầu chúng ta là biên độ vô động tổng hợp của hai vô động điều hòa cùng phương cùng tần số khác biên độ nè. Ở đây chú ý là khác biên độ. Nó bằng công thức nào sau đây? Là đáp án D. A bằng căn bậc 2 của A1 bình cạn, A2 bình cạn 2 lần A1, A2 nhân cho cos phi 2 trừ phi 1. Ta có đáp án D. Như vậy là các câu 36 câu A câu B là giống nhau. Thấy chưa? Câu 33 tan phi bằng tan phi của nó. Thấy chưa? Câu 33 thì chắc chắn các em biết được đáp án là tan phi bằng A1 nhân sin phi 1 cộng A nhân sin phi 2, ta có đáp án B. Thấy chưa? Phi này là độ lệch pha của vô động tổng hợp với trục mà chúng ta đã chọn. Câu 38 hơi vô động thành phần cùng pha thì A bằng A1 cộng A2, hơi vô động ngược pha thì A bằng A1 trừ A2, hơi vô động thành phần vuông pha thì A bình bằng A1 cộng A bình, hơi vô động thành phần lệch pha một góc delta phi vì nó bằng công thức A bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 nhân A2 nhân cos góc delta phi. Bây giờ tìm phát biểu sai. Câu A, câu B, câu C, câu D. Đấy vậy. Đó. Như vậy các câu B là các câu không đúng hoàn toàn chứ không phải là sai. Thấy chưa? Đó, bởi vì là chúng ta chưa biết, chúng ta phải lấy là biên độ A nó bằng tỷ đấu A1 trừ A2. Chứ ta lấy A1 trừ A2 lỡ như A1 nhỏ hơn A2, lập tức biên độ A nó âm mất, nó không phù hợp lắm. Thấy chưa? Như vậy câu mà nó không đúng ở đây là câu B. Chúng ta phải thêm giá trị tuyệt đối vô thì nó hoàn toàn đúng. Như vậy câu 78 là câu B. Nhưng mà thật chắc ra mà nếu cẩn thận qua trong đề nghe, nếu trong đề người ta ghi là biết A1 lớn A2 ấy, thì cái câu B là câu đúng nghe. Mà người ta không cho biết giá trị nào hết. A1 và độ lớn A2 thì chúng ta phải lấy trị đó. Chứ để chúng ta thấy A1 nó nhỏ hơn A2 thì lập tức biên độ A nó âm mất, dẫn tới là nó không phù hợp. Câu số 79. Đó 19. Thấy chưa? Thì ta có đáp án ở đây là đáp án D. Thì thầy chứng minh câu 79 này để các em hiểu thêm. Thấy chưa? Câu 79. 79. Bây giờ thì gọi ra là vị trí góc. Đây à, O này. Ở đây là ta có A1 tương tự ta có A2. Đề bài toán cho là biên độ của nó bằng nhau, A1 bằng A2. Đúng vậy? Đề toán cho thôi. Thầy tổng hợp quy tắc tổng hợp vectơ ta thì có đây là biên độ A, biên độ A. Thì họ một đường thẳng vuông góc với cái đoạn OA này cắt nhau tại điểm H. Cái góc này thì gì? Góc này mình gọi là góc delta phi chứ hả? Thầy gọi cái góc này là góc này. Đây. Góc delta phi chia cho 2. Cái góc lớn này góc delta phi. Bởi vì OA là đường phân giác của cái góc
delta phi. Như vậy lúc mà thầy có là biên độ A là nó bằng hai lần OH, hai lần OH. Nhớ điều kiện là trong đề bài toán cho A1 bằng A2. Thầy nó không bằng 2. Với OH sát tâm giác vuông này, tâm giác vuông này, HOA1. Cái cạnh OH là cạnh kề. Muốn tìm cạnh kề thì ta lấy cạnh quyền nhân cho cốt góc tọa bảo. Mà cạnh quyền này chính là A1 nhân cho cốt của góc tọa bảo là cốt của delta phi chia cho 2. Bây giờ mà lúc này ta có là hai lần với A1 giờ trong đề cho là bằng A nhỏ. Bây giờ cốt của delta phi là bằng phi 2 trừ cho phi 1 chia cho 2. Bây giờ như vậy về mặt biên độ thì chúng ta lấy tỷ đấu, có nghĩa là biên độ nó luôn luôn dư. Như vậy là ta có được đáp án câu D. Bây giờ câu D các em chú ý cho thầy. Tôi gặp những bài toán như cao 39 không phải là cao trắc nghiệm mà mang chắc bình thường, cao này liên quan tới toán hạt nữa thì coi như là ta cũng thuộc diện cao trắc nghiệm vận lý thuyết mà vận dụng cô này. Thấy chưa? Đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Một số em đạt cho ta dễ trọng nó bắt A lắm. Đạt cho thái tử nào cùng chiều, cùng phương cùng chiều. Đó, hay nói là cùng pha đạt cái thôi trọng A cho nó khỏe. Bằng A là bằng A1 cộng A2, mà A1 bằng A2 bằng A thôi bằng 2 lần A cho nó mà. Thấy chưa? Các em để cho thầy như thế. Thì bài cao 39 ta có được đáp án là D. Cao 80. Như vậy ta có biên độ A của nó lớn hơn hoặc bằng tỷ đấu của A1 trừ A2, nhỏ hơn hoặc bằng A1 cộng A2. Rồi, nhớ thầy cái hệ thức này. Bây giờ 3 bấu trừ với nhau là cộng 1. Thấy chưa? Đó, bây giờ cộng nhau thành bả thì tốt nó chắc chắn. Thấy chưa? Ừ, như vậy câu A là không phù hợp rồi, chắc cú rồi, câu A. Như vậy cao số 80 là đáp án A. Cao 81. 81 vận dụng với thầy công thức này. Công thức này. Thấy chưa? Là độ lệch pha của dao động để cho biên độ tổng hợp của nó chính bằng A thì bắt buộc là cốt của phi 2 trừ phi 1 chia 2 này, cái này phải là bằng 1/2. 1/2 này nhân với 2 là có nghĩa là bằng 1. Như vậy bắt buộc là cái d phi 2 trừ phi 1 chia 2 này phải bằng là bao nhiêu đây? Như vậy lúc mà ta thấy này, delta phi của nó là chính là phi 2 trừ phi 1, mà 120 độ chia cho 2 là còn là 60 độ. Cốt 60 độ là bằng 1/2. 1/2 nhân với 2 là bằng 1. Biên độ tổng hợp nó bằng chính là biên độ thành phần của nó. Như vậy là đáp án cao số 81 là delta phi của nó bằng 120 độ. Vận dụng ngay các công thức này, tại vì chứng minh này để chúng ta dễ. Như vậy cao 81 là đáp án A. Cao số 82. Lấy máy tính bấm cho thầy. Nhớ đa hầm sin nhé. Sin x. À xin lỗi. Cao số 82 lấy máy tính bấm. Lấy máy tính bấm cho thầy cho nhanh. Thấy chưa? Nhớ đấu ra chế độ độ nha. Như vậy lúc này là đề yêu cầu chúng ta là tính dao động thành phần thứ hai. Thì ta nhập máy tính vào là bằng 12 sạc 330 độ. Đấu ra cho thầy là bằng bao nhiêu bi đó. Nó hơn là bằng 330 nhân với pi chia cho 180 rồi trừ cho 9, 60 độ là pi trên 3, rồi bấm shift 23 xuất hiện kết quả chỗ nào. Làm tính bấm.
15 với âm 1,16 bả thầy. À, người ta chỉ yêu cầu tìm cái biên độ thôi. Cái này do biên độ là 15 thôi. Làm sạc bao nhiêu cái không để ý tại sao? Cộng thành số 15 được rồi. Rồi tiếp tục câu số 83, lấy máy tính bấm luôn cho thầy. Lấy A1 cái đó ở gì bạn luôn. Được chưa? Như vậy câu 83, 84, 85, 86. Bây giờ thầy hướng cao dẫn câu số 87 thôi. Còn mấy câu đó chúng ta bấm máy tính. Nhà câu 87 này. Được chưa? Các em cũng lấy bút vở tô thầy câu số 87 nha. Vô động x1 khá nói hơn là chỗ này là câu 87 này là phi 1 nó là bằng trừ bi trên 6 ngang gậu như thế. Bây giờ phi 2 của nó là bằng trừ bi. Rồi đề bài toán cho biết là biên độ A của nó là bằng tổng hợp của nó là bằng 9 cm. Người ta hỏi là để biên độ A đạt cái trị cực đại, A đạt giá trị cực đại. Bây giờ A này đạt giá trị lớn nhất thì A1 nó bằng bao nhiêu? Đúng chưa? Câu này là câu thầy nó là khó này. Khó. Nếu vậy nó có hai cách dễ sau đây thầy chỉ cho các em dễ. Ấy da. Có hơi cách dễ nhưng mà nếu chúng ta dễ cách dễ như thế này thì thầy nói là cái hầu đôi lúc nó lao quá tìm không tìm không nó cực lắm. Rồi, thì một số bạn sẽ dễ cách như này. Bạn vẫn ứng dụng công thức A bình phương bằng A1 bình phương cộng cho A2 bình phương cộng cho 2 lần A1 nhân A2 nhân cos của phi 2 trừ cho phi 1. Phi 2 trừ cho phi 1. Được chưa? Rồi, từ đây nó thiết lập ra là phương trình bậc 2. Bậc 2. Rồi, nó tìm được cái nghiệm. Nghiệm. Được chưa? Tìm được cái nghiệm, rồi nó suy ra kết quả. Nếu dễ như thế nào thì thầy nói là quá là không có dễ cho các khách. Bây giờ vẽ hình vẽ ra chúng ta sẽ tìm ra được này. Đây. Trục là trục chuẩn này, trục của x đúng chưa? Đó, góc O đây. Như vậy đây là A2 của nó này, A2 của nó. Pha bằng nào nó bằng trừ bi. A1 nó bằng trừ bi trên 6. 1 đây. 1. Chỗ này là bằng trừ bi trên 6. Bi trên 6. Thấy chưa? Nhớ lát cái này lấy trục chuẩn đi. Đâu thì tổng hợp hai thằng này là 1 A1 và 2 thì có là biên độ A của nó đây. Thế giờ cái góc này thì gọi là góc alpha. Góc nào cũng bằng góc này. Thế giờ góc nào cũng bằng góc này. Đó. Như vậy lúc này là thầy vận dụng hệ thức của một tam giác. Thế giờ đó. Thì thầy có là A2 này nhân cho sin của góc alpha, góc đồng góc alpha này bằng A chia cho sin của góc này, góc này góc bi trên 6. Sin của trừ bi trên 6 của bi trên 6 giống nhau. Được chưa? Như vậy từ đây thầy sẽ đưa được là A2 của nó bằng cái gì? Bằng là A nhân sin của góc alpha chia cho sin của bi trên 6. Đúng chưa? Rồi. Như vậy lúc này các em chú ý cho thầy. Bây giờ là để cho A2 này đạt giá trị lớn nhất. Lớn nhất. Được chưa? Thì lúc này sin của góc alpha của nó được chưa? Phải bằng 1. Mà nó bằng 1 có nghĩa là góc alpha của nó là bằng bi trên 2. Đó. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tính được giá trị A2 của nó bằng cái gì? Lúc này nó sẽ bằng A nhân cho sin của góc alpha tha bằng 1 chia cho sin của bi trên 6 là bằng 1/2. Cái này nó bằng 2 lần A. Như vậy cái này sẽ bằng 18 cm. Rồi,
Lúc này ta có là biên độ A1 nó bằng căn bậc 2 tỷ đấu của A bình phương trừ cho A2 bình phương. Thì bằng căn bậc 2 của tỷ đấu của A bình phương là 9 trừ cho 18 bình phương. Bởi nó vuông góc mà. Bây giờ lát lấy từ cái nhỏ. Làm tính bấm vào thế nào bạn bao nhiêu? Em mời bằng 9 căn 3, căn 3 sang tay. Đó, thì ta hướng dẫn cái câu cuối cùng là câu khó đây. Như vậy là cái phần nội dung mà ôn tập kiểm tra 15 phút. Được chưa? Thì thầy đã dỡ hết trong tập tài liệu của trường, của tổ vật lý gỡ rồi. Do vậy các em về nhà xem đi xem lại cho thầy về trách nhiệm lý thuyết. Và trong tuần này thầy sẽ cố gắng sẽ làm cho các em một cái đề 30 câu nội dung công lắc đơn đến biết tới bây giờ. Ý cái buổi học hôm nay là thầy sẽ làm nguyên một cái đề như vậy, gửi lên các em làm trong vòng 45 phút. Bây giờ và thầy cho thời gian là chúng ta làm là mẫu em chỉ làm một lần thôi và thời gian được kéo rê là 3 ngày. Nếu em nào làm rồi thì không làm được nữa, nhưng mà lỡ cái bữa đó chưa làm được thì ngày hôm sau chúng ta sẽ làm bình thường. Bây giờ đó, như vậy là buổi học hôm nay chúng ta kết thúc để thầy dạ cho các câu thứ năm nữa. Các em về nhà đặt kỹ lại cho thầy những câu hỏi trắc nghiệm chủ đề mà thầy đã dạ trước để chúng ta tuần sau chúng ta sẽ có lịch kiểm tra.